Xin chào quý vị các bạn, trên hình bạn có thể thấy đây là những linh kiện sửa Samsung Galaxy Note 10 Lite. Hiện tại thì độc.cao.cấp.vn có mọi loại linh kiện trên Samsung Galaxy Note 10 Lite phục vụ trình thay thế, sửa chữa vị các bạn khi cần. Các lỗi sự cố liên quan phần cứng như hỏng màn hình, hỏng loa, mic, rung chuông, main pin, camera máy ảnh, vân tay, màn hình, mic, nắp lưng vỏ máy của Samsung Galaxy Note 10 Lite luôn có sẵn linh kiện thay thế, sửa chữa nhanh, chính xác từ độc.cao.cấp.vn. Các lỗi liên quan phần mềm như treo logo, mất bút, mất email cũng đều có sẵn file chạy, file lỗi nhanh, chính xác từ độc.cao.cấp.vn. Để tư vấn rõ hơn, cụ thể hơn về dịch vụ sửa Samsung Galaxy Note 10 Lite, quý vị các bạn đừng ngần ngại liên hệ kỹ thuật viên từ độc.cao.cấp.vn để được kỹ thuật viên từ độc.cao.cấp.vn tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết vị các bạn. Xin cảm ơn vị các bạn đã xem video từ độc.cao.cấp.vn.